Sáng nay 26 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy và lãnh đạo các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự. Mở đầu hội nghị trước diễn biến phức tạp của bão số 4, tên quốc tế là bão Noru, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo nóng các bộ ngành địa phương tập trung phòng chống bão. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, đặc biệt các địa phương, tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác, theo dõi sát diễn biến của bão, triển khai nghiêm các công điện chỉ đạo phòng chống bão của Trung ương. Trước mắt các địa phương kêu gọi ngư dân tàu thuyền không ra khơi đánh bắt hải sản mà vào nơi tránh trú an toàn, kiểm tra hồ đập, cảnh báo di dời người dân khỏi các khu vực có thể xảy ra sạt lở. Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ cho biết đầu tư công là công việc hết sức quan trọng nhưng cũng là điểm yếu của chúng ta ngay từ đầu năm. Giải ngân đầu tư công tốt góp phần thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong thời điểm khó khăn này. Tuy đã có nhiều hội nghị chỉ đạo thúc đẩy đầu tư công, song tình hình cũng chưa được cải thiện nhiều. Thủ tướng cho rằng việc chậm trễ dứt khoát phải có lý do, do đó đề nghị làm rõ vấn đề yếu ở khâu nào, trách nhiệm thuộc về ai, bộ ngành, cơ quan nào. Thủ tướng mong muốn các đại biểu hiến kế giải pháp để đẩy nhanh việc giải ngân. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Quốc hội quyết nghị là hơn 526.105 tỷ đồng. Ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 253.148,12 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch. Trong đó có 2 cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch. Có 39 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 22 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước. Trong đó có 14 bộ cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, các bộ ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn thách thức hiện nay. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đã yêu cầu phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính sách khác. Riêng chính sách tiền tệ cần thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Trong đó có giải ngân vốn đầu tư công. Chính phủ cũng xác định 4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không trong chỉ đạo điều hành. Trong đó 2 đẩy mạnh là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công.